Anh chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả phạm minh vũ chết bởi ngạo nghệ tôi không biết trong công tác chống dịch hiện nay vai trò của chính phủ là gì hầu như ngoài ngạo nghệ ra tôi chưa thấy vai trò chính phủ xuất hiện trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch cúm vũ hán Mới đây tôi đọc được lời kêu cứu, giọng văn có vẻ thê lương khẩn cầu phát ra từ bệnh viện thành phố Thủ Đức. Ông bác sĩ này có tên Nguyễn Thành Đạt, khoa cấp cứu xin tiền để mua ba thứ thiết yếu mà theo lời cầu xin mô tả thì tại đây đang hết và có thể suy luận ra rằng thảm họa dịch bệnh đang rất hiện hữu chứ không phải nằm trên giấy ba thứ mà vị bác sĩ này xin gồm có. Thứ nhất là khẩu trang N95 đúng chuẩn 3M1860-8210. Cái thứ hai là trang phục phòng hộ PPE cấp 3 hoặc 4 trở lên. Thứ ba là mấy cái shield trắng giọt, tức là mấy cái tấm trắng giọt bắn đó thưa quý vị. Tôi tưởng ba thứ này ở một nước ngạo nghễ thiên đường và đầy tượng đài cổng chào tỷ tỷ mọc khắp nơi như Việt Nam thì làm sao mà thiếu được? Không thể tin được đến mấy cái thứ tối thiểu nhất cho đội ngũ y tế như khẩu trang hay đồ bảo hộ mà Việt Nam còn không có thì làm sao chống dịch đây? Còn đâu là ngạo nghễ nữa chứ? Chỉ mới 3.000 ca một ngày mà đã vậy rồi, thì sắp tới Việt Nam sẽ đối diện ra sao khi số ca dương tính tăng lên cấp số nhân và vì cái sự ngu dốt của những kẻ chống dịch bằng lý luận, nó sẽ làm cái cấp bình phương. Thảm họa là một điều không thể tránh khỏi. Khi người ta cố gắng dập dịch, họ đã chuẩn bị rất nhiều. Từ việc đẩy mạnh nghiên cứu vaccine, sản xuất thêm máy thở, sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, cho tới việc phát tiền cho dân, đảm bảo nguồn lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thiết yếu để mà đảm bảo cho người dân không bị đói, lại lướt qua cơn dịch nhanh nhất có thể lúc đó anh bảy vịt quay cười nhạo đủ điều người ta Việt Nam bận ngạo nghễ quá tưởng virus corona sẽ vẫy tay chào Việt Nam ra đi trong nắng hè rực rỡ nên không thèm chuẩn bị một cách khoa học thế là các cấp lãnh đạo tự hào ngạo nghễ suối dân đi bầu cử đi ăn chơi đàn đúng đi làm uh, chứng minh nhân dân uh, căn cước công dân không ngờ con vũ hán nó tái xuất giang hồ làm cho cái ngạo nghễ thành ô nhục phải nói rằng hầu như người đứng đầu chính phủ phạm minh chính và nội các đã không thể đưa ra một quyết sách chống dịch mà có hiệu quả tối thiểu nào cả họ liên tục ban ra các quyết sách chỉ có lợi cho một nhóm người mà thôi mà không hề nghĩ tới lợi ích của toàn dân nội ngay cái việc để dân sài gòn đang kêu gào vì đói hoặc kêu gào vì bị bách hóa xanh trấn lột mà chính phủ cũng chẳng can thiệp được hoặc là để gà vịt nông dân bán như cho làm thiệt hại vô cùng lớn cũng không điều tiết được hay ngay cả cái việc rau củ quả của nông dân phải đổ đống bởi do mấy cái xét nghiệm âm tính chết tiệt kia cái điều tréo ngoe hơn là dân sài gòn ngay cạnh các vườn rau trang trại đổ đống đó lại không có ma ăn và sắp chết vì đói vai trò phạm minh chính ở đâu vai trò của vũ đức đam ở đâu chưa kể ngay tới cái việc kiểm soát tiền hỗ trợ. Lần này không phát trên TV mà bắt dân tải ảnh lên Facebook về là có thật nha thưa quý vị. Dân nghèo thì đang đói mà tiền lại chảy hết về nhà quan chức. Đúng là bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng và cuối cùng mấy nay có ai thấy chính phủ mở kho gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho dân không hay chỉ các nhóm thiện nguyện tự phát các tổ chức tôn giáo đứng ra đem từng gói mì từng chai dầu ăn từng bó rau đem tới tận nhà cho dân mà không có một tổ chức của đảng nào đứng ra làm việc đó cả đã không làm lại còn tranh công quá sức trơ trẽn lúc nãy tôi mới đọc lời kêu cứu của một chị bên quận 7, đang bức xúc vì mấy nay khu của chị ở đang bị cách ly các nhóm thiện nguyện gửi tiếp tế lương thực về thì phường đem chia cho hộ nhà giàu quen biết còn người nghèo và lao động thuê trọ thì cả tuần nay không có gì để ăn và do phường đem chia hết cho hộ nhà giàu chị phải xin tiền mua thêm lương thực cho người nghèo phường gì mà ác quá vậy chẳng khác gì cái phường lung manh những lời cầu xin từ bác sĩ, từ cái chị kia đều xin dân ta, cứu dân ta. Rồi có ai thấy chính phủ Việt Nam làm gì cho dân chưa? Hay chỉ lợi dụng dịch bệnh để mà trục lợi thôi? Tăng xăng, tăng điện, bán vaccine giá cắt cổ, chặn chợ, lùi dân vào siêu thị sân sau của quan chức, rồi cướp một lúc cho nó gọn. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết chính phủ ngoài hành dân ra đã giúp gì được cho dân chưa? Đi đâu rồi, những gương mặt ngạo nghễ Chính phủ vô dụng như thế, nếu có liêm sĩ thì nên từ chức hết đi. Dân đâu có thể nuôi một bộ máy mà chỉ có ăn hại không như vậy. Chính phủ không nên giỡn mặt với dân nghe. Từ chối nhận điều trị đã gây người bệnh tử vong. Ông Phong, chủ tịch thành phố, phê bình gây gắt một lãnh đạo bệnh viện vì đã để xảy ra tình trạng như trên. Đó chỉ là mới hơn 3.000 ca một ngày mà bệnh viện đã quá tải để bệnh nhân chết vì y tế từ chối hỗ trợ giúp đỡ. Với mức độ lây lan nhanh chóng những ngày qua, tôi không dám tưởng tượng nếu con số lên tới 30.000 ca một ngày thì Việt Nam sẽ ra sao phong tỏa thông thường phải đi kèm với sự hỗ trợ tối đa kiểu như là đền bù thiệt hại trách nhiệm gây ra tình trạng bệnh tật tới cái mức phong tỏa là thuộc về chính phủ công việc bị đình trệ giảm giờ làm hay mất việc chính phủ phải chuyển thẳng vào tài khoản của dân như tất cả các nước văn minh trên thế giới họ đang làm chưa kể các chính phủ huy động toàn bộ nhân lực vật lực để cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu tới từng nhà cả. vừa bắn tiền vào tài khoản vừa cho lương thực thì chẳng ai ra đường làm gì đâu những ngày qua ở việt nam nhìn cái cách chống dịch của cái đám giỏi lý luận thực sự rất là chán tiền hỗ trợ thì vứt qua khe một số nhà chỉ định trên thực tế số người nghèo nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay tất cả quan chức từ thành phố tới tổ dân phố đều huy động con cháu dòng họ của mình đi nhận hỗ trợ hết khi các chính phủ châu âu hay Mỹ, Nhật Bản, nếu mà họ thiết lập phong tỏa thì lương thực thực phẩm sẽ được luân chuyển rất là khoa học, huy động mọi nguồn lực và đẩy nhanh làm sao những ngày phong tỏa rau củ, quả, thịt cá sẽ đầy ấp trên kệ siêu thị với mức giá rẻ hơn ngày bình thường. Có cái chuyện dựng bot BOT lên để mà chặt đứt gãy cái chuỗi cung ứng như chính phủ Việt Nam đang làm. Chính phủ các nước họ sẽ thu mua các nhà vườn rau củ, trang trại chăn nuôi với cái giá ưu đãi để đem về phát cho từng nhà không có cái chuyện rau quả thì đổ đóng hay là dùng xe cày xới lên vứt bỏ như các vườn rau lâm đồng mà những ngày qua chúng ta thấy và đương nhiên không chính phủ nào lại khốn nạn tới mức mượn dịch bệnh để cấu kết với cái đám tư bản thân hữu chặt chém giá cả dần như cái nhóm lợi ích trong chính phủ cấu kết với bách hóa xanh làm cho người dân kêu trời không thấu để họ uất ức livestream đầy nghiến đầy thù hận lỗi này thuộc thể chế độc tài mới có cái chuyện cay đắng như thế bên cạnh đó các chính phủ khác họ đẩy mạnh việc tiêm vaccine vì chỉ có vaccine mới ngăn chặn dịch bệnh và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy đến không ai lại có thể vô đạo đức tới cái mức xin tiền dân xong rồi bỏ vào ngân hàng càng không có ai vô nhân tính tới cái mức đi xin vaccine về rồi không tiêm cho dân mà lại cấp cho các bệnh viện tư để bán ra một liều vaccine hết một triệu rưỡi đồng như cái chính phủ việt nam đang làm quá vô nhân đạo. Và điều quan trọng hơn, để giảm tối thiểu ca nhiễm, thế giới người ta khuyên F0 thể nhẹ với F1 về nhà tự cách ly. Còn Việt Nam thì tập trung lại cho chết chùm. Và giờ thì đã được như ý rồi đó. Trên thế giới không ai lại đi ngăn sông cấm chợ dựng hàng rào thép gai để cấm người dân ra đường. Nhưng tại Việt Nam trước đó thì lại dục dân đi bầu cử này, đi thi tốt nghiệp phổ thông, đi làm căn cứ công dân này như Việt Nam làm đấy. Thật là trái khuấy. Không ai nhẫn tâm thấy dân đói khổ không giúp thì thôi, lại xông vào nhà cướp đồ rau củ, phạt tiền người ta đi rút tờ tiền ở ATM. Quyền lực đã bị một nhóm người ảo tưởng chuyên đè nẹt dân, tưởng như thế là uy quyền. Nhưng nếu cứ giữ cái thái độ cai trị kiểu đó, ta có thể thấy khó mà được lòng dân. Chính phủ Việt Nam không nên giỡn mặt với người dân, nhất là lúc người dân đang đói. Trong lịch sử đã chứng minh rồi, dân đói thì đói, mà ai kêu đi cướp chính quyền là dân đi liền đó nha. Bài học năm 45 còn đó đó. Anh Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.